Chiều ngày 26 tháng 8, đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, kiểm tra việc xử lý nuôi trồng thủy sản tự phát tại Phượng Hải Châu. Thực hiện kế hoạch số 301/KH-UBNC ngày 2 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã, kết luận số 29/TB-BCD ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ban chỉ đạo xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã Nghi Sơn cấp ủy chính quyền phường Hải Châu đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố trên địa bàn. Đồng thời thành lập tổ tuyên truyền vận động 12 hộ dân với 146 ô lồng, 12 bè cá nuôi tự phát. Từ đó nhân dân biết việc nuôi trồng tự phát của gia đình là trái phép để các hộ dân đồng thuận và tự tháo rỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản tự phát. Qua tuyên truyền vận động, đến ngày 26 tháng 8 năm 2024, phường Hải Châu đã tháo rỡ được 50 ô lồng. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đề nghị cấp ủy chính quyền phường Hải Châu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 301 KHUBNZ ngày 2 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thị xã về việc xử lý nuôi thủy sản trái phép trên địa bàn thị xã nghi sơn với tinh thần quyết tâm quyết liệt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tự tháo rỡ di chuyển lồng bè nuôi tự phát ra khỏi khu vực mặt nước thực hiện giải bản toàn bộ ô lồng bè nuôi trồng thủy sản tự phát theo kế hoạch đề ra